hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả. Nàng có khuôn mặt giống nhiều người khác nhau, cho nên lần đầu gặp gỡ, Công đã có cảm tưởng như biết nàng từ lâu lắm. Bấy giờ là khoảng 1982, Công qua Canada định cư đã gần 2 năm. Một buổi chiều, chàng ra bưu điện mua tấm ngân phiếu 20 đồng để gửi cho thằng bạn ở trại tị nạn, vì chàng vừa nhận được một lúc mấy lá thư của nó, nội dung kêu gào thảm thiết quá. 20 bạc thời ấy to lắm, chứ không như bây giờ. Công nhớ rõ lúc mới từ Mã Lai qua, theo diện chính phủ bảo trợ. Mỗi tuần chàng chỉ được cấp phát có 26 đô la tiền trợ. Trong 26 đồng ấy, Công thường mất đứt đi 3 đô la tiền vào cửa tiệm vũ sexy Crazy Hawks, đồng thời uống thêm chai bia 2 đồng để lòng lâng lâng nhìn đoàn vũ khỏa thân hơn 20 cô đi tới đi lui trước mặt. Như thế là vị chi chỉ còn lại hơn 20 mua thức ăn cho cả tuần. Ấy vậy mà vẫn thấy đủ, thì chứng tỏ 20 đồng gửi cho thằng bạn không phải là một món tiền quá khiêm tốn. Công đứng ở quầy để tên người nhận vào tấm ngân phiếu, lúc đang thẻ lưỡi liếm con tem in hình nữ hoàng Elizabeth để dán lên phong bì, thì nàng đến bên cạnh và thản nhiên hỏi: "Ông ơi, thư gửi về Hải Phòng tốn bao nhiêu tiền tem hả ông?" Công quay sang ngơ ngác nhìn nàng mấy giây. Con bé chỉ khoảng trên dưới 20, mặc quần jean, áo sơ mi, cắt tóc ngắn. Trên khuôn mặt tròn không son phấn ấy, nổi bật đôi mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên của một tâm hồn chưa vướng bận ưu tư về cuộc sống cũng như ái tình. Công thấy có thiện cảm ngay, chàng đáp: "32 sen, mới tăng giá từ hôm đầu tháng." Nàng thở dài thất vọng, than một mình: "Rõ chán cái anh Tùng này, thế mà cứ cãi mãi là chỉ có 17 xu." Dứt lời, nàng hỏi Công một lần nữa cho chắc ăn: "Những 35 xu cơ hả ông?" Công mỉm cười đáp: "Tôi còn dư tem đây, cô đưa tôi dán thêm cho." Rồi không đợi nàng trả lời, Công giằng lấy cái phong bì trên tay, nhìn thật nhanh những dòng chữ nàng viết trên góc trái, và Công thò tay vào túi sau, móc bóp tìm con tem nhỏ dán cho nàng. Công hỏi: "Anh Tùng là ai?" Nàng tròn mắt nhìn Công hỏi lại: "Anh Tùng nào?" "Thì cô vừa bảo là rõ chán cái anh Tùng." Nàng nói như reo: "À, anh rể tôi." Công chỉ vào góc phong bì và hỏi thêm: "Tên cô đây à?" "Vâng, tên tôi. Có gì không ông?" "Họ Quan à? Họ gì mà lạ thế?" Cô gái phì cười: "Họ Quan mà lại bảo là lạ. Nhà tôi ai cũng họ Quan cả." Công không biết đó là một lời nói đùa hay một câu nói ngây ngô, nên không dám cười. Thì dĩ nhiên cô họ Quan, thì cả nhà cô cũng phải họ Quan chứ, không lẽ anh em mỗi người một họ. Công gật gù: "Lạ chứ, tại vì tôi ít khi gặp ai họ Quan. Tên cô là Quan Vân Khanh, chắc là có họ hàng với Quan Vân Trường thời xưa." Cô bé nhíu mày hỏi lại: "Quan Vân Trường là ai hả ông?" Công ném hai lá thư vào thùng rồi bảo Khanh: "Thôi bỏ chuyện đó đi, tôi về đây, tôi chào cô nhé." Công đẩy cánh cửa kính lớn bước ra cổng chính của mặt tiền bưu điện. Nàng theo sau và nói: "Tôi cũng về đây, cảm ơn ông." Hai người rẽ sang hai bên ngược chiều nhau. Nhưng đi được mấy bước, Công dừng chân, ngoái cổ nhìn lại. Chàng thấy Khanh đi từng bước chậm, ngước mắt ngắm hai bên đường, nét mặt yêu đời một cách hồn nhiên. Thành phố vừa sang xuân, đẩy lùi những ngày băng giá để đón chào mầm xanh tươi mát trên rặng cây phong trồng đều đặn hai bên đường. Công đứng ngẫm nghĩ và chợt trách mình ngớ ngẩn. Chàng tự hỏi: "Gặp Khanh chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tại sao không nhân cơ hội này làm quen
để có một người bạn gái mà chàng tin chắc là rất khả ái. Lưỡng lự một lúc, chàng chạy lại sau lưng Khanh và gọi: "Cô Khanh!" Khanh đứng trên lề ngay ở cột đèn ngã tư, đang định băng qua đường thì nghe tiếng công. Nàng giật mình khựng lại, toàn thân hơi chao đi một chút. Nàng mở to mắt nhìn công và khẽ kêu: "Ông chưa về ư?" Công cười tự nhiên: "Cô đi đâu đây?" "Tôi đi về chứ đi đâu." "Tôi đưa cô về được không? Cô ở đường số 9, tôi cũng ở gần đấy. Tiện đường, tội gì cô đi bộ?" Khanh ngơ ngác ngắt lời: "Sao ông biết tôi ở đường số 9? Ông tài nhỉ?" Công phì cười đáp: "Tôi đọc địa chỉ của cô trên phong thư chứ có tài ba gì. Tôi đưa cô về nhé." Khanh đứng yên một lúc, ra chiều đắn đo lắm. Công phải nhắc lại lời đề nghị hai lần nữa, nàng mới bảo: "Ông có ô tô hả? Vâng, thế cũng được. Có điều đến nhà tôi thì ông phải đỗ xa xa một tí, đừng để anh chị tôi nom thấy đấy." Hai người sánh bước quay lại bãi đậu xe. Công mở cửa cho Khanh lên và mỉm cười khoan khoái, vì lần đầu tiên trong đời chàng làm quen được một cô gái đẹp một cách tương đối dễ dàng. Gần 2 năm ở thành phố này, Công vẫn miệt mài đi tìm một người yêu, hay ít ra là một người bạn gái, nhưng chưa lần nào chàng thành công, bởi chàng là loại đàn ông không có điểm nào để phụ nữ chú ý. Tài sản của Công vỏn vẹn chỉ có chiếc xe Nhật 4 máy đã cũ lắm, tuy lúc nào chàng cũng cố giữ cho sạch sẽ cả bên trong cũng như bên ngoài. Để che đậy, cái bóp luôn luôn trống rỗng và cuốn sổ trưng mục tiết kiệm thường xuyên chỉ có 25 đồng, phòng khi tối lửa tắt đèn. Công rất chú ý đến việc trưng diện áo quần. Chàng có 2 bộ vest, hay đúng hơn là 2 cái jacket, mua lại ở Salvation Army, quanh năm thay đổi, giặt ủi cẩn thận, nên trông lúc nào cũng tươm tất như một công chức chính phủ làm việc tại văn phòng hành chính. Ít có ai biết được rằng trong túi áo vest của Công hầu như bao giờ cũng có sẵn 2 gói mì ăn liền, để sẵn sàng ghé nhà người quen mượn bát đũa xin ấm nước sôi, và chỉ trong chớp nhoáng là xong một bữa trưa hay bữa tối. Bạn bè Công ở thành phố này cũng khá đông, phần lớn đều đã có gia đình cả. Mỗi khi muốn đổi món sau vài ngày liên tiếp nhai mì gói, Công thường lái xe đến thăm những nhà mà chàng tự cho là thân nhất. Và ghé nhà ai, Công cũng chọn buổi chiều, khoảng từ 5 đến 7 giờ, để nhân tiện gặp bữa, chàng ngồi vào thêm bát thêm đũa cho vui câu chuyện. Tính Công vốn bình dị, cho nên ít khi chàng đợi gia chủ phải ngỏ lời mời. Chàng ăn uống thật tình, thoải mái, thứ nào cũng thấy ngon, vì quanh năm chẳng ai nấu cho chàng. Được cái Công cũng là người biết điều, cho nên ăn xong, chàng hân hoan thu dọn ngay bát đũa xuống bếp và nằng nặc đòi rửa chén cho bằng được. Chàng đòi rửa bởi vì chàng biết ít ai nỡ để cho chàng làm công việc ấy. Họa hoàn lắm nếu có gia đình nào chiều ý Công để chàng thanh toán đống bát chén của họ, thì chỉ mấy phút sau thấy Công vụng về quá, họ cũng lại phải đuổi Công lên nhà ngồi uống cà phê. Bởi nếu để Công tiếp tục thì hoặc là chén bát sẽ không sạch, hoặc Công sẽ đập bể ít nhất vài cái. Thành ra rốt cuộc Công được ăn mà chẳng phải làm gì cả. Dần dà Công biết rõ hết các thói quen ở mỗi gia đình. Nhà nào nấu món gì ngon, nhà nào làm thức ăn dở, Công có thể kể ra vanh vách. Nhưng dĩ nhiên chàng chỉ kể riêng với 1-2 thằng bạn rất thân thôi. Còn chàng thì đến nhà ai cũng vẫn hết lời ca ngợi tài nội trợ của họ. Nhiều bà biết Công chỉ khen giả vờ nhưng vẫn khoái. Nói đúng ra thì ở đời ai chả vậy, chê đúng nghe vẫn không sướng tai bằng khen bậy. Cho nên quanh năm Công vẫn được đón tiếp, ăn uống thỏa thuê mà chẳng ai phiền trách gì cả. Ngồi ở bàn tiệc nhà nào, chàng cũng kể chuyện lưu bang hạng võ để rồi kết luận: Trần Bình thuộc thiếu thời đâu có chịu làm ăn gì, suốt ngày chỉ đi lang thang ăn ké của thiên hạ.
Thế mà về sau làm quân sư cho Lưu Bang. Và khi Lưu Bang dẹp xong Hạng Võ lên ngôi Hán Cao Tổ, thì Trần Bình trở thành thừa tướng xuất sắc nhất của nhà Hán. Người nghe mỉm cười cảm thông với Công, vì cho rằng chàng đang ngông cuồng nuôi giấc mộng lớn trong lòng, giống như Trần Bình hay Hàn Tín thuở xưa. Công cũng quen được khá nhiều bạn gái trong thành phố, nhưng các cô chỉ mến Công về tính tình, và nhất là vì thấy Công vô hại. Còn khi chàng muốn tiến xa hơn, cầm tay cầm chân tỏ vài lời tình ái, là các cô lắc đầu ngay, bởi ai cũng có cảm tưởng Công sống cuộc đời vô vị quá. Giữa xã hội đầy bon chen này, mà người ta thấy Công suốt ngày chỉ lang thang, đi tới đi lui, học không học, làm cũng chẳng làm, họ đâm ra sốt ruột. Những ông bà già có con gái mới lớn, thấy Công mon men tới làm quen, ai cũng lo lắng, chỉ sợ con mình yêu lầm thằng đàn ông vô tích sự. Công cũng biết thế, những ánh mắt hỏa châu của những ông bà già nhìn chàng ác cảm. Chỉ một lần tiếp xúc, chàng đã nhận ra ngay. Nhưng để chọc tức, chàng cứ lê la đến thăm thường xuyên. Chàng cũng không điện thoại trước, bởi kinh nghiệm cho thấy hễ chàng phone, thế nào họ cũng kiếm cớ thoái thác. Chẳng hạn một bà già Bắc Kỳ sẽ khách sáo bảo chàng: "Cậu Công đấy à, cảm ơn cậu có ý định lại thăm chúng tôi, quý hóa quá, nhưng tiếc là chúng tôi sắp có việc phải đi. Thôi, để khi khác vậy nhé." Hoặc cũng có bà tàn nhẫn hơn: "Con gái tôi đang mắc học thi, đâu có tiếp cậu được." Công nhớ có thời gian dài chàng đến trồng cây si ở quán cà phê Nhạt Nắng. Gọi là trồng cây si nhưng thật ra thì Công chỉ thích cái không khí của quán cà phê, nơi thường xuyên gặp gỡ những thằng bạn độc thân ham vui giống như chàng. Chứ chàng không say mê cô Tường Vi, con gái ông chủ quán, đến độ mất ăn mất ngủ như nhiều gã thanh niên dại khờ khác. Có điều ông chủ quán hình như ngứa mắt lắm, vì thấy Công cứ chọn cái bàn ngay sát quầy để đăm đăm nhìn đứa con gái ngồi sau két tính tiền. Ngồi yên mà nhìn, ông đã không bằng lòng rồi, huống chi cứ lâu lâu Công lại đứng dậy khệnh khạng tiến lên nói chuyện với đứa con gái ông, làm bộ yêu cầu một băng nhạc mà Công thích. Dưới mắt ông, một thằng vô nghề nghiệp, không tiền bạc, không bằng cấp như Công mà dám làm quen với con gái ông là một điều hết sức vô lễ. Ông cứ chắp tay sau đít đi tới đi lui, mặt hầm hầm nhìn Công, dù rằng Công là một khách hàng thường xuyên và sòng phẳng. Ăn uống lần nào chàng cũng thanh toán ngay, chứ không xin ghi sổ như nhiều gã khác. Nghĩa là nếu đứng về phương diện business thì chàng đáng được xếp vào loại khách hàng chọn lọc, cần biệt đãi hơn. Nhưng ông chủ thì không cần. Mất một thằng khách hàng như Công, tuy có giảm đôi chút lợi nhuận, nhưng con gái ông sẽ an toàn hơn, và nhờ vậy ông sẽ đỡ lo hơn. Dĩ nhiên ông cũng biết con gái ông không phải là loại sắc nước hương trời, bởi nhìn tổng quát khuôn mặt thì nó có nhiều nét giống ông. Nhưng vì thành phố đang hiếm con gái, nhiều thanh niên theo đuổi, cho nên ông có quyền đánh giá nó cao hơn giá trị đích thực của nó. Cũng giống như thị trường địa ốc, nhiều khi tăng vọt vì tâm lý quần chúng, chứ không phải vì trị giá thật sự của căn nhà. Một hôm, Công ghé quán, thấy ông đang đứng lau ly tách sau quầy. Công tiến lại cúi đầu chào kính cẩn, rồi đứng nói chuyện nắng mưa với con gái ông một lúc khá lâu. Chàng để ý thấy ông ngứa mắt lắm, và vì vậy chàng cứ đứng lì tại đó. Quán hôm ấy vắng khách, Tường Vi chẳng có việc gì làm, cho nên nàng có thể tiếp Công bao lâu cũng được. Công đem một vài chuyện vui vừa đọc trong tờ báo kể cho Tường Vi nghe, rồi cả hai cùng cười vang từng chập. Mỗi lần như thế, Công liếc mắt thấy ông chủ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn con gái căm hận. Nhưng Tường Vi hình như cố tình lờ đi để phản kháng ông bố khó tính, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Công đoán được ý Tường Vi, cho nên chàng hỏi nàng những câu hỏi rất cải lương về quan niệm tình yêu và hôn nhân. Tường Vi nháy mắt nhìn chàng và kết luận bằng một câu nói cổ điển: "Tiền bạc đâu có mua được hạnh phúc."
Công ngắt lời: "Vâng, nhưng mà tôi thấy người ta khó có thể hạnh phúc khi không có tiền." Và chàng quay sang phía ông chủ hỏi lớn: "Có phải không bác?" Ông lờ lờ nhìn Công, buột miệng đáp lại: "Chứ còn gì nữa." Ông đặt cái ly đang lau dở dang lên mặt quầy rồi tiếp: "Tôi năm nay 60 tuổi đầu rồi, còn lạ gì cuộc đời. 70 học 71, các cô các cậu trẻ người non dạ, ăn chưa no lo chưa tới, người lớn nói cái gì cũng cãi. Mai kia ra đời chạm thực tế mới trắng mắt ra thì đã muộn." Tường Vi và Công nhìn nhau mỉm cười chia sẻ, vì cùng hiểu rằng ông bố đang răn dạy đứa con gái ngu dại nhưng bướng bỉnh. Ông Toan nói thêm, nhưng vừa lúc ấy Bồi Bàn bưng đĩa bánh cuốn chả lụa và tách cà phê ra. Công xin phép trở lại bàn ngồi. Chờ chàng ăn xong, ông chủ từ trong quầy bỏ dở công việc, lững thững bước lại, kéo ghế ngồi đối diện chàng. Ông vẫn còn ấm ức vì câu chuyện dở dang lúc nãy. Ông nói thẳng: "Cậu vẫn chưa đi làm gì à? Sáng đây mình phải thực tế, không có tiền là không có tính được việc gì cả. Con gái tôi, mai kia tôi gả chồng, anh nào muốn cưới nó ít nhất phải có 50.000 trong băng tôi mới gả." Công biết ông đang dằn mặt mình, chàng nhếch mép cười rồi thở phào, làm ra vẻ khoan khoái lắm: "Thưa bác, nếu thế thì từ trước đến nay con đoán lầm. Con cứ tưởng ít ra phải có cả 100.000 mới cưới được con gái của bác, hóa ra bác lại hạ giá chỉ đòi có 50. Chủ quán tái mặt nhưng không biết nói gì hơn. Ông biết mình hố bởi đầu óc ông quá thực tế đến độ trắng trợn. Cũng có thể vì ông đoán sai, tưởng lầm con gái mình có thiện cảm đặc biệt với Công, khiến ông lo sợ nên mới phun ra một câu tàn nhẫn như vậy. Công nâng tách cà phê, nhấp một ngụm lớn rồi vui vẻ tiếp: 50.000 thì cũng không khó lắm, con sẽ cố gắng. Cảm ơn bác đã cho con biết ý định của bác. Hiện trong sổ băng của con đã có 25 đồng rồi, từ nay con sẽ bắt đầu để dành." Chàng thong thả đứng dậy, thản nhiên tiến lại quầy trả tiền trước cặp mắt tóe lửa của chủ quán. Chàng nhìn Tường Vi và làm thử một con tính nhẩm trong đầu. Mức lương tối thiểu mà chính phủ ấn định hiện nay là 3 đồng 75 một giờ. Nếu chàng đi làm ngày 8 tiếng không có overtime thì một ngày mang về 30 đồng chưa trừ thuế. Một tháng 600 và một năm là 7.200. Trừ thuế rồi thì mỗi năm chàng cầm về được khoảng 6.000. Có nghĩa là nếu chàng không ăn không tiêu một đồng nào cả, cứ để dành nguyên vẹn số tiền kiếm được, thì chỉ khoảng 9 năm sau chàng có thể trở lại hỏi cưới con gái ông chủ. Từ hôm ấy, Công không đến quán Nhạt Nắng nữa. Hơn một năm sau mới tình cờ gặp lại chủ quán ở hội chợ Tết. Chàng định tránh mặt nhưng ông ta lại niềm nở xông tới hỏi: "Lúc này không thấy cậu đến uống cà phê." Công đã toan trả lời vì cháu chưa để dành đủ 50.000, nhưng lại tự chế được vì thấy ông ta dạo này dường như già hẳn đi, đôi mắt chứa đựng nhiều u uẩn. Về sau, chàng tình cờ khám phá ra một chuyện buồn là cô gái đã bỏ quán, đi theo một gã đàn ông mà xét về mọi mặt còn bết bát hơn cả Công. Từ đó, Công lại trở về quán Nhạt Nắng thường xuyên và vẫn ngồi ở cái bàn cũ để chứng tỏ với chủ nhân là chàng đến đây không phải vì cô gái đứng sau quầy, bởi người đứng sau quầy thu tiền bây giờ là chính ông chủ quán tóc bạc phơ. Chủ nhân sau vài lần ngượng ngùng đã thân mật làm quen lại với chàng, bưng bình trà Thiết Quan Âm đặc biệt ra đối ẩm. Rồi có lúc yếu lòng chịu không được, buồn rầu thú nhận nỗi đau của mình. Ông vốn rất xính thơ nên mở đầu bằng một câu kiểu. Ông nói: "Ngẫm hay muôn sự tại trời. Âu cũng là cái số cậu ạ. Chả nói chắc cậu cũng biết rồi, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Con Tường Vi nhà tôi
Công gật đầu ngắt lời: Dạ cháu biết. Chủ quán bồi ngồi gật đầu: Vâng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Lúc đầu nghe người ta đồn, chính tôi cũng chả tin. Nuôi nó hơn 20 năm, biết con không ai bằng cha. Tôi cứ tưởng thế. Mãi đến khi nó cuốn gói theo thằng kia thì chuyện đã lỡ rồi. Công an ủi: Bác cũng chẳng nên buồn, bởi vì cô ấy đi tìm được hạnh phúc là tốt rồi thưa bác. Chủ quán ngoẻo đầu phân bua: Thì tôi có cấm cản gì đâu, cậu biết tính tôi mà. Khẩu xà tâm Phật, miệng thì nói thế chứ có để bụng bao giờ. Nó lấy ai thì lấy, giàu sang phú quý nó hưởng, nghèo nàn cơ cực nó chịu chứ có ăn thua gì đến tôi. Chỉ có điều tôi đau lòng là vì thằng đó có vợ hai con rồi. Nó sang đây một mình, mai kia nó bảo lãnh vợ con nó sang, không biết rồi con Tường Vi nhà tôi sẽ ra làm sao. Chuyện này Công đã biết từ lâu nên chàng không xúc động lắm. Tuy vậy chàng cũng thở dài cho đúng thủ tục phân ưu. Không phải phân ưu với chủ quán mà phân ưu với chính mình, bởi trong cuộc chạy đua chàng đã không cố gắng để thua cả một người đàn ông lớn tuổi hơn và đã có gia đình. Từ hôm đó, Công trở thành người bạn vong niên của chủ quán Nhạt Nắng. Lần nào chàng đến, ông cũng bưng trà Thiết Quan Âm ra, và thậm chí có hôm mời chàng ăn tối, không tính tiền. Từ hôm ấy, phố nhỏ vắng thêm một người. Từ Vi đi rồi, Công không luyến tiếc lắm, nhưng mỗi lần đến quán vẫn thấy thiếu một cái gì. Những buổi họp mặt bạn bè, Công thường ôm đàn rống lên vài bản tình ca, hoặc ngâm bài thơ Hồ Trường theo giọng Huế rất não nuột. Cũng có vài bà, vài cô lim dim mến tài văn nghệ của Công và xém siêu lòng yêu Công. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chan hòa tiếng hát, tiếng thơ. Giỏi lắm một năm vài lần người ta tìm quên thực tế trong giây phút đàn ca. Còn những cái bills thì suốt năm suốt tháng chẳng bao giờ ngưng gửi tới. Yêu Công, lấy Công, có thể cuộc đời sẽ tăng thêm được chút ít gia vị, nhưng không giải quyết được những món nợ hàng tháng. Cho nên chẳng ai dại gì mà giang díu với chàng. Hôm nay tình cờ chàng quen được với Khanh. Cái quen không chuẩn bị, không rào đón, chàng hớn hở lắm. Khanh không đẹp sắc sảo, toàn thân còn đang hiện rõ những nét quê hương, chưa có thời gian lột xác. Nhưng Công tin chắc nếu nàng bỏ công chăm sóc dung nhan thì chỉ một thời gian ngắn thôi, nàng sẽ không thua bất cứ một người con gái nào mà chàng đã quen biết từ trước đến nay. Ngồi trên xe, sau khi nhắc Khanh cài dây an toàn, Công gợi chuyện: Cô ở trại Hồng Kông mới qua phải không? Khanh quay sang nhìn Công ngạc nhiên: Sao ông biết? Tại vì cô đi từ Hải Phòng. Khanh càng ngơ ngác, nàng chố mắt hỏi thêm: Sao ông biết tôi đi từ Hải Phòng? Bởi vì cô vừa gửi thư về Hải Phòng. Khanh bật cười: Ừ nhỉ, tôi thật lú gan lú ruột. Công giải thích thêm: Ở bên Đinh tôi mướn cũng có vài gia đình người Bắc thân với tôi lắm, đa số là người ở Hải Phòng. Cuối tuần họ hay rủ tôi sang ăn cơm. Rồi chàng kể chuyện những người hàng xóm cho Khanh nghe, những người bạn mới hiền lành chất phác và nói năng lúc nào cũng theo đúng khuôn phép lễ nghĩa. Giao tiếp với họ, Công học thêm được một số từ ngữ mà 20 năm ở Sài Gòn chàng chẳng thấy ai dùng. Quê chàng cũng ở ngoài ấy, nhưng mới 2 tuổi đã theo cha mẹ vào Nam, thành ra chẳng có ý niệm gì về nơi chôn nhau cắt rốn. Có lẽ chính vì vậy, gặp những đồng hương đi từ miền Bắc, Công dễ có thiện cảm ngay, vì coi họ là những người cùng quê. Chàng hỏi Khanh: Thế cô sang đây lâu chưa? 2 tháng rồi ông ạ. Nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại veo một cái là đã 2 tháng rồi. Vừa dứt lời thì Khanh đập tay vào vai Công và nói lớn: Đỗ lại, đỗ lại, sắp đến nơi rồi,
Đỗ lại đi ông. Ông làm ơn cho tôi xuống đây. Anh Tùng với chị Yến mà nom thấy ông chờ tôi thì chết. Công đạp thắng theo phản ứng. Chàng cho xe chạy từ từ rồi ép sát vào lề, trong khi Khanh cứ la oai oái: Đỗ lại đi ông. Anh Tùng mà bắt gặp thì nguy to. Công đậu xe tắt máy rồi hỏi: Thế tôi chở cô thì có cái gì mà anh chị cô phải cấm? Anh chị tôi, nhất là anh Tùng, cứ dặn đi dặn lại mãi là dứt khoát không được ngồi chung ô tô với người lạ. Công bực mình đẩy cửa bước ra, nửa đùa nửa thật bảo Khanh: Nếu thế thì để tôi vào làm quen với anh chị cô, thì từ nay tôi sẽ không còn phải là người lạ nữa. Khanh xua tay lắc đầu lia lịa: Không được đâu ông ơi. Ông mà vào nhà thì anh chị tôi mắng tôi chết. Công lắc đầu chui vào xe ngồi lại. Chàng khẽ nghiêng đầu để nhìn cho rõ căn nhà Khanh ở. Nàng chỉ tay và bảo: Đấy, cái nhà gỗ sơn trắng, có cái hiên chia ra ngoài là nhà tôi đấy. Thuê rẻ lắm ông ạ. Chàng gật đầu bảo Khanh: Cô cho tôi xin số phone vậy, thỉnh thoảng tôi phone cho cô. Khanh lắc đầu: Điện thoại mới bắt, tôi không có nhớ số. Công nhìn nàng ngờ vực. Khanh vội tiếp: Thật mà, tôi không nhớ. Mà giả như có nhớ, tôi cũng chả dám cho ông đâu. Chịu thôi. Dứt lời nàng vừa quay đi, vừa khẽ giơ tay và nói: Thôi, tôi vào nhà đây, cảm ơn ông. Công gọi giật lại: Cô Khanh, đợi chút đã. Chàng đưa tay nắn túi tìm cái bút, chạm vào gói mì công phu kêu sột soạt. Nhắc chàng từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả. Không có mảnh giấy nào trong túi. Công nhìn quanh rồi xé một trang báo, ghi số điện thoại của mình thật to và thật rõ. Chàng trịnh trọng trao cho Khanh và dặn: Cô giữ lấy số phone của tôi, đừng có quăng đi đấy. Bất cứ khi nào cô cần việc gì thì cô gọi cho tôi. Khanh lưỡng lự nhận mảnh giấy, gấp nhỏ lại, nhét vội vào túi quần jean và bước nhanh vô nhà. Công ngồi trong xe, ngả đầu ra nệm, nhìn theo Khanh, vu vơ cười một mình. Khá lâu, chàng mới thở mạnh, mở máy và rồ ga phóng đi. Những ngày kế tiếp, Công ít khi ra khỏi nhà. Sáng, trưa, chiều, tối, dường như lúc nào chàng cũng nghĩ đến Khanh, dù chỉ là thoáng nhớ một cách nhẹ nhàng. Chàng thường nhìn cái điện thoại đặt ở góc bàn viết, có khi đăm đăm ngó rất lâu và nao nao buồn vì rõ ràng Khanh không hề nhớ gì đến chàng. Sang ngày thứ ba rồi thứ tư, Công bắt đầu thất vọng. Muốn gọi cho Khanh nhưng không biết số, chờ Khanh phone lại thì chuyện ấy chắc chẳng bao giờ xảy ra. Mảnh giấy chàng trao cho Khanh có thể nàng đã quẳng đi ngay từ lúc bước chân vào nhà. Tuy vậy, Công vẫn quyết bám trụ không ra ngoài. Chàng pha cà phê, ăn mì gói tại nhà, túc trực bên cạnh cái phone vì vẫn mong manh hy vọng phép lạ sẽ xảy đến. Khanh sẽ điện thoại tới và âu yếm hỏi thăm chàng. Chàng sẽ đem xe lại đón, đưa nàng ra thăm quán nhạc nắng, chọn một vị trí thật thơ mộng ngồi uống cà phê, nghe nhạc tình. Chàng sẽ giới thiệu Khanh với ông chủ quán để ông phải hối hận vì đã một thời đánh giá chàng quá thấp. Trên đời này, ái tình và hôn nhân vốn không có quy luật nào nhất định. Tường Vi bỏ bao nhiêu gã độc thân để lấy anh chàng đã có vợ. Chuyện ấy còn xảy ra được thì việc Khanh yêu Công cũng là chuyện thường. Chàng tự an ủi như thế và niềm hy vọng cứ lớn mãi trong lòng. Sang ngày thứ năm, Công chịu không nổi, quyết định đến thẳng nhà Khanh thăm nàng, dù biết rằng điều đó có thể làm nàng bị rắc rối. Công thay quần áo, đẩy cửa bước ra thì vừa đúng lúc gặp hai người đàn bà Canada đến giảng đạo. Chàng cáo lỗi phải đi ngay, chỉ nhận cuốn tạp chí Witness cuộn tròn trong tay và bước nhanh ra xe. Trên đường đến nhà Khanh, Công sực nghĩ ra một cách mà chàng tin rằng có thể gạt được thằng anh rể và bà chị khó tính của Khanh. Đó là chàng sẽ đóng vai một người đại diện nhà thờ đến thăm hỏi một gia đình mới sang tị nạn. Thì chính chàng lúc mới qua cũng vẫn thường mở cửa đón tiếp hàng loạt nhân viên của các giáo hội đến chào mừng và tặng chàng vài thứ thiết dụng thường nhật. Chàng chỉ cần ôm theo cuốn sổ, cây bút và cuốn thánh kinh, rồi làm bộ phỏng vấn mấy câu
đưa ra vài lời khuyên vớ vẩn, ai mà biết được. Màn kịch ấy thật đơn giản, sẽ giúp chàng có cơ hội gặp Khanh công khai, che mắt thằng anh rể mà Khanh có vẻ sợ hãi lắm. Chàng phóng đến ngay trước nhà Khanh, tắt máy và bước xuống. Chàng nắn lại nút cà vạt, thở mạnh, cố lấy vẻ bình tĩnh, nghênh ngang tiến vào cổng. Nhưng chàng gõ cửa mãi, không có tiếng trả lời. Chàng thất vọng trở về nấu mì gói. Đầu dây bên kia, Khanh vui vẻ kể: Từ hôm ông đưa cho tôi số điện thoại, tôi bỏ quên trong túi. Mãi sáng nay đi giặt quần áo, lục túi lấy các thứ ra, tôi mới nhớ đến ông. Công ngắt lời: Nghĩa là mấy bữa nay cô không hề nhớ đến tôi? Khanh cười khúc khích. Ông nói chuyện buồn cười nhỉ, tôi nhớ đến ông để làm gì? Công cũng cười theo, vì chàng cho câu trả lời của Khanh chỉ là một lối nói bắc kỳ úp mở, chứ chưa chắc thật lòng nàng đã nghĩ như vậy. Chàng hỏi: Ừ thì cứ cho là cô không nhớ đến tôi, nhưng tại sao hôm nay cô lại dám gọi tôi? Chắc là anh chị cô đi vắng chứ gì? Khanh đáp: Vâng, ông giỏi thật. Anh tôi đưa chị tôi đi xin việc. Bắt đầu từ thứ hai này, chị tôi sẽ đi làm, còn tôi với anh Tùng thì đi học anh văn. Dù chưa biết mặt Tùng, nhưng Công đã có ác cảm với gã ngay từ hôm đầu gặp Khanh. Bây giờ lại nghe Khanh nói gã sẽ ngày ngày cùng Khanh tung tăng cắp sách đến trường, Công bỗng thấy ứa gan, vì linh cảm thấy đó là một âm mưu đen tối của Tùng. Chàng gay gắt nói: Đáng lẽ thằng anh rể cô phải đi làm để hai chị em cô đi học chứ, tại sao nó lại đòi đi học với cô rồi bắt chị cô đi làm là thế nào? Vô lý thật. Nói dứt câu, Công chợt thấy mình còn vô lý hơn cả Tùng nữa. Chuyện gia đình nhà người ta mắc mớ gì đến Công mà chàng xía vào, rồi lại còn tỏ thái độ bực bội hơn cả người trong cuộc. Nghĩ thế, chàng vội hạ giọng lảng sang chuyện khác. Bây giờ ở nhà cô không có ai, tôi đến thăm cô nhé. Khanh đáp nhanh: Đừng, ông đừng đến, anh chị tôi về đột xuất thì chết. Công nóng nảy: Tại sao cô sợ thằng anh rể cô quá vậy? Nó là cái gì mà cô phải sợ nó? Khanh cười: Ô hay, anh ấy là anh rể của tôi, chứ là cái gì? Anh Tùng dặn tôi là muốn gặp ai, nói chuyện với ai, phải hỏi anh ấy trước. Anh ấy cất cho thì mới được gặp. Thôi thế này ông nhé, để chốc nữa anh tôi về, tôi xin phép đã. Có thế nào tôi lại điện sang cho ông. Công nghiến răng muốn hét lên. Chàng đã từng giao dịch với rất nhiều cô gái bị ông bà già giáo giết bảo vệ, thiếu điều lập một hàng rào điện tử vây quanh để ngăn ngừa đàn ông đến gần. Điều ấy không lạ lắm, cha mẹ giữ diệt lấy con là chuyện thường. Hiện tượng lạ lùng đáng nói là lần đầu tiên chàng biết một người con gái không có bố mẹ bên cạnh mà lại bị thằng anh rể tận tình bao vây còn kỹ hơn cả cha mẹ. Chàng muốn lao đến ngay, ngồi chờ trước cửa, đợi gã về để xem mặt mũi gã ra sao. Chàng thở mạnh
vói tay lấy cây bút và cuốn sổ trên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường và hỏi Khanh: Cô học anh Văn trường nào vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa, có anh Tùng tôi đưa đi, thành ra tôi cũng chẳng hỏi. Nhưng mà tôi dặn trước anh ấy nhé, ông đừng có dại mà đến tìm tôi, anh Tùng nghiêm lắm. Công chán nản, không còn muốn nghe nhắc đến tên thằng anh rể mờ ám đó nữa. Chàng đổi đề tài: Thôi chuyện đã tính xong, bây giờ không có ai ở nhà, tôi phóng lại gặp cô một chút nhé. Ông gặp tôi để làm gì? Nói chuyện thế này được rồi, nhớ anh chị tôi về, thấy ông ở nhà tôi thì khổ. Chị tôi thì còn dễ, chứ anh Tùng thì cứng lắm. Công ngồi lên, nắm tay đấm mạnh xuống giường để tỏ lòng căm hận vô biên đối với thằng anh rể của Khanh mà chàng chưa biết mặt. Rồi chàng cố nén cơn giận, hạ giọng tha thiết: Cô cứ để tôi qua, không sao đâu. Nếu anh chị cô về bất tử, tôi sẽ giả bộ là người đến giảng đạo tin lành cho cô nghe. Khanh cười khúc khích và hỏi một câu ngớ ngẩn: Ông thích gặp tôi lắm hả ông? Ông Công. Công gắt nhẹ: Cô lại còn phải hỏi? Khanh thở dài tội nghiệp: Vâng, thế cũng được, ông sao nhanh đi nhé. Công thở phào và cuống quýt đáp: Tôi đi liền. Chàng vội vã gác phone và sực nhớ ra lúc nãy thức dậy chưa đánh răng rửa mặt. Chàng lao vào phòng tắm, nhìn mình trong gương và cái hình ảnh hiện ra trước mắt trông rất bệ rạc vì râu ria lởm chởm, đôi mắt kèm nhèm và mái tóc mấy ngày chưa gội dính bết vào nhau bốc mùi chua loét. Chàng vặn nước trong bồn rồi cởi vội quần áo và leo vô. Bình thường Công tắm hoa sen chỉ tốn khoảng 5 phút, hôm nay vì tình hình khẩn trương chàng chỉ cần 2 phút đã lao ra. Chàng lấy khăn bông lau sơ từ trên xuống dưới rồi bôi xà bông chung quanh mồm để cạo râu. Cái lưỡi dao bích xài đã cả 2 tuần lễ không còn đủ sắc làm chàng cảm thấy lớp da mặt rát như bị phỏng nước sôi. Chàng đổ vài giọt aftershave vào lòng bàn tay và đưa lên thoa chung quanh miệng. Chất alcohol thấm nhanh làm chàng suýt xoa, nhảy tưng tưng lên như bị đổ rượu vào vết đứt trên da thịt. Chàng lắc đầu mấy cái thật mạnh rồi mở tủ kiếng lấy bàn chải và ống kem Colgate. Vì đánh răng với tốc độ khẩn cấp, cái bàn chải cùn vô tình thọc mạnh vào lợi, chảy máu, làm chàng đau điếng. Công chửi thề mấy tiếng rồi ôm miệng bước ra. Chàng mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đậm, khoác cái áo jacket mà cách đây mấy bữa chàng đã mặc khi gặp Khanh ở bưu điện. Xong hết mọi việc, chàng nhìn mình trong gương, hài lòng chải đầu rồi bước ra. Toan khóa cửa thì chàng sực nhớ ra một chi tiết quan trọng. Chàng lại chạy vào lấy cuốn thánh kinh và lần này hân hoan lao ra cửa. Công phóng xe như bay, hơn 10 phút đã đến trước cửa nhà Khanh. Xa có mấy hôm, chàng đã thấy dường như Khanh có chút gì đổi khác ở vóc dáng bên ngoài. Khanh chưa biết xài son phấn, mái tóc lưng chừng chỉ vừa chấm vai thẳng tuột, vừa ngây thơ vừa hiện rõ nét nhà quê. Áo thun vàng, quần jean xanh đậm không ổn, rõ ràng nàng không hề chuẩn bị để đón Công. Người ta thường bảo khi yêu, người con gái tự dưng xinh đẹp hơn lúc bình thường và không thể không có những cử chỉ làm dáng. Nếu đúng như vậy thì Công thất vọng là phải, bởi vì Khanh không hề có một chút sửa soạn nào khi nghe tin chàng sang thăm. Nét mặt nàng bình thản, chỉ nhìn chàng tủm tỉm cười. Thái độ ấy làm Công cột hứng, bỏ hẳn ý định sẽ nói với Khanh những lời nồng nàn mà chàng dự định từ lúc ngồi trên xe. Khanh bảo: Ông ngồi chơi một lát thôi đấy nhé, anh chị tôi đi lâu lắm rồi, chả biết lúc nào về. Tôi cho ông vào nhà thế này thì thế nào anh Tùng cũng mắng tôi chết. Công bước vô, nhìn Khanh đăm đăm nhưng không thèm trả lời đề nghị của nàng, vì chàng đã chán ngấy cái thằng anh rể của Khanh mỗi khi nghe Khanh nhắc đến. Chàng đặt cuốn thánh kinh trên bàn và tự tiện ngồi xuống. Nhà Khanh là một cái apartment cũ kỹ, chỉ có một buồng ngủ nằm gần phố tàu. Đẩy cửa chính bước vào, khách sẽ phải đi qua cái bếp đầu tiên rồi mới tới một khoảng trống, vừa là chỗ ngồi ăn, vừa là nơi tiếp khách. Và ngay ở chỗ tiếp khách đó,
khi khách ngồi ở sofa có thể ngó thẳng vô buồng tắm với nhà cầu. Công nhìn thoáng khắp nhà và ưu tư hỏi: "Nhà này mấy phòng ngủ hả cô?" Khanh đứng tựa vào quầy bếp cách Công cả hai thước, vui vẻ đáp: "Có một buồng thôi ông ạ." Công giật mình: "Một buồng thì tối có ngủ ở đâu?" Khanh chỉ tay về phía Công: "Đấy, tôi ngủ ngay ở chỗ ông đang ngồi chứ ngủ đâu. Cái ghế ấy người ta chế biến hiện đại lắm ông ạ, chỉ việc lôi ra một cái là thành cái giường." Công lắc đầu nghĩ đến thằng anh rể của Khanh và bất giác thở dài. Khanh đột ngột đổi đề tài: "Ông không đi làm hả ông? Ông Công này, hay là ông làm ca đêm?" Công ú ớ đáp: "Tôi làm lăng nhăng mà, giờ giấc không nhất định." Khanh nói như reo: "Sướng nhỉ?" Và nàng nghiêm giọng dặn: "Chốc nữa, giả dụ anh chị tôi về đột xuất, ông liệu cách mà nói đấy nhé. Đừng để tôi bị mắng oan. Ông tự nguyện đến đây, chứ không phải tôi mời ông đến đâu. Ông nhớ hộ tôi như thế. Thật mà, tôi nói nghiêm túc chứ không phải đùa đâu nhé. Nể ông lắm, tôi mới bằng lòng để ông đến chơi đấy." Công bực mình ngắt lời: "Nếu cô muốn tôi về, cô không muốn tôi ở lại thì tôi về. Phải cô muốn đuổi tôi về không?" Công vừa hỏi thăm dò vừa làm bộ đứng dậy. Chàng cầm cuốn thánh kinh lên kẹp vào nách và từ từ bước ra. Nhưng không ngờ Khanh thản nhiên đáp: "Vâng, ông nên về đi thì hơn." Công hết sức thất vọng. Chàng toan bước thẳng ra cửa, bỗng nghĩ lại và đổi ý, vì câu trả lời của Khanh vừa như cây roi quất mạnh vào tự ái của chàng. Chàng trở lại, ngồi xuống chỗ cũ, đặt cuốn thánh kinh trên bàn và ưỡn người ra thành ghế. Đời chàng đã bị xua đuổi quá nhiều rồi, thêm một lần nữa có ăn thua gì. Chàng bướng bỉnh bảo Khanh: "Lẽ ra thì tôi về, nhưng mà tôi muốn ngồi lại chờ ông anh rể của cô, xem mặt ông ấy như thế nào mà cô sợ quá vậy." Khanh chố mắt nói: "Ơ, ông ở lại thật ư? Thế thì mời ông sơi cốc nước nhé." Công lắc đầu nửa đùa nửa thật: "Khỏi cô, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Cô có mì gói thì nấu cho tôi xin một tô." Khanh khoanh tay lắc đầu: "Mì thì chả lúc nào thiếu, nhưng mà ông đến giảng đạo cơ mà. Nhớ ông đang ăn, anh chị tôi về thì ông nói làm sao? Có ai đến nhà người ta giảng đạo mà lại đòi ăn mì gói bao giờ?" Công thấy lối nói chuyện của Khanh cứ lấp la lấp lửng, làm chàng không đoán được cảm nghĩ thật trong lòng nàng đối với Công như thế nào. Nhưng chàng cho rằng chung quy cũng chỉ vì thằng anh rể của Khanh nhồi sọ quá kỹ, làm Khanh sợ gã hơn cả cha mẹ ruột. Công lên tiếng: "Cô học anh văn ở đâu? Tôi đề nghị mỗi ngày tôi đến đưa cô đi học rồi chiều đón cô về." Khanh lại lắc đầu: "Tôi chưa thấy ai bảo như ông. Ông mới biết tôi có mấy phút đồng hồ mà ông đã đòi đưa đón. Thôi thế này, dù sao tôi cũng cảm ơn ông. Chỉ có điều là xin ông gặp anh rể tôi đã, rồi hẵng hay." Công bực mình cười khẩy: "Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt ông anh rể của cô làm gì. Nhưng nghe cô cứ nhắc mãi ông ấy, tôi đâm ra tò mò và nhất định phải gặp."
Tôi không phải là mục sư đâu ạ. Tôi chỉ làm part-time cho nhà thờ thôi. Vừa nói, công vừa nghĩ xem làm cách nào để rút chân ra khỏi cái vũng lầy mà chính chàng đã dại dột tạo nên. Nhưng Khanh nhanh miệng bảo chị: mục sư vẫn lấy vợ được chứ chị. Chị Yến ơi, chứ không phải như các thầy ở bên chùa đâu. Vợ Tùng mở to mắt nhìn công và reo lên như để mừng cho công tuy đi tu mà vẫn có quyền lấy vợ. Nàng hỏi: thế à? Thế ông đã có vợ chưa ạ? Công chưa kịp đáp thì Tùng từ phòng ngủ bước ra, băng ngang chỗ công ngồi, đi thẳng vào phòng tắm, khép hờ cánh cửa. Mặt gã lạnh lùng như đang bực tức chuyện gì trong lòng. Công nghe rõ tiếng nước tiểu xè xè, rồi tiếng giật cầu ùng ục như giận dữ. Và rồi Tùng thản nhiên đi ra bảo vợ: này, ăn qua loa cái gì cho xong bữa đi, để con đi xin việc, hết ngày rồi. Giảng đạo thì tuần nào chẳng nghe trên nhà thờ. Vợ Tùng vội đứng dậy, xoa tay bảo công: xin lỗi, ông cứ ngồi chơi. Công ngượng ngùng toan đứng lên thì Tùng lại nói: Khanh nữa, ăn gì chưa? Chưa thì ăn luôn rồi đi với anh chị. Lời Tùng như một mệnh lệnh, cả hai chị em ríu ríu làm theo, lục bếp lấy thức ăn ra. Khanh đưa mắt nhìn công, nhún vai một cái như ngầm phân trần với công rằng: ông thấy chưa, tôi đã bảo là anh rể tôi khó tính lắm mà ông không tin. Công thấy mình hoàn toàn thừa thãi, chàng gấp cuốn thánh kinh lại, uể oải đứng lên và nói to cho cả hai chị em và Tùng trong buồng ngủ cùng nghe: thôi tôi đi đây, chào chị, chào cô Khanh. Vợ Tùng đang cắt dưa leo, cầm con dao tiễn công ra cửa, nói một câu xã giao theo thói quen: vâng, kính ông, có điều kiện mời ông lại chơi. Công ra hẳn ngoài hiên, đứng tựa lan can, quay vào gật đầu chào lại. Khanh bưng nồi cơm điện lại salon, đặt trên bàn và lên tiếng mời Tùng ra ăn. Công buồn rầu nhìn vào, bắt ngập ánh mắt của Khanh nhìn chàng giễu cợt. Chàng đứng tần ngần một lúc rồi quay đi, bước xuống thềm. Ngồi trong xe trên đường về nhà, công lái thật chậm, đầu óc nặng trĩu những ý nghĩ về gia đình Tùng. Vợ Tùng có khuôn mặt giống hệt em gái, xinh xắn, dịu dàng và niềm nở. Ngược lại, Tùng lầm lì lạnh nhạt như người chung thân bất mãn. Nước da gã xanh mét như người bị sốt rét kinh niên, chưa trị dứt căn bệnh. Hàm răng hơi khô, luôn luôn đưa ra khỏi đôi môi thâm xịt vì ám khói. Công nghĩ gã may mắn lắm mới lấy được người vợ như Yến. Thế mà gã hình như vẫn chưa thỏa mãn, còn lăm le ngắm nghé luôn cả cô em vợ. Công chợt thấy uất ức và muốn vòng xe trở lại, chửi vào mặt Tùng cho hả giận. Nhưng nghĩ thêm một lúc, chàng lại đổi ý và cho rằng chính Khanh mới là người đáng trách, bởi nàng sợ thằng anh rể một cách quá đáng, khiến gã cứ tiếp tục lấn át. Đối với đa số những cô gái mới lớn ở hải ngoại, cha mẹ còn chẳng có ký lô nào, huống hồ là anh chị, và nhất là anh rể. Chàng biết có những trường hợp anh rể chỉ nói nặng em vợ vài câu, em vợ đã gọi ngay cảnh sát và thưa về tội sex abuse. Xã hội bên này người ta rất dễ tin chuyện abuse. Mắng một đứa con nít cũng có thể ra tòa, huống chi lại dám mắng cô em vợ. Chỉ có gia đình Khanh là hết sức lạ lùng, y như Tùng là chồng của cả hai chị em. Công thở dài và định bụng, nếu có dịp gặp lại Khanh, chàng sẽ lớn tiếng xì vả Khanh về cái tội ngu si lúc nào cũng tuân phục Tùng. Một ngày qua đi lòng đầy bứt rứt, công không tìm được câu trả lời là Khanh có thiện cảm với chàng hay không. Chàng lại càng hối hận vì đã dám đến nhà Khanh, thế mà lại quên hỏi số điện thoại. Cả ngày công cứ quanh quẩn trong nhà, hy vọng Khanh sẽ điện thoại cho chàng, nhưng chàng chờ cả tuần lễ không thấy tăm hơi gì nữa. Những ngày kế tiếp, công nhiều lần tự nhủ phải dứt khoát quên Khanh, nhưng nỗi buồn nỗi nhớ cứ vấn vương mãi từng cơn. Thậm chí có hôm chàng lặng lẽ đến trước cửa nhà Khanh, đậu xe ở một chỗ khuất xa xa, rồi ngồi trong đó nhìn ra, chỉ để được trông thấy Khanh lúc nàng đi học về. Và chàng trông thấy thật, nhưng chàng càng thất vọng hơn, bởi vì Khanh kè kè đi bên Tùng, bước xuống xe bus, sánh vai vô nhà. Có lẽ đúng như lời Khanh nói, Yến đã đi làm,
Chỉ còn Tùng và Khanh cắp sách đến trường. Chàng bâng khuâng hình dung ra cảnh tượng Tùng và Khanh ngày ngày gần gũi bên nhau, đi chung, học chung và ăn trưa chung tại trường. Trong khi đó thì Yến cặm cụi làm việc trong nhà máy, tháng tháng mang tiền về nạp cho Tùng để Tùng rong chơi với cô em vợ. Công thích tội nghiệp cả hai chị em đã ngu muội trao thân gửi phận cho thằng mất dạy. Một tháng sau, Công hỏi thăm lung tung, mất đến cả tuần lễ mới tìm ra được số phone của Khanh. Lý do là vì chị em nàng mới sang định cư, là ít giao tiếp, cho nên Công hỏi ai họ cũng trả lời là không biết. Mãi đến khi tình cờ gặp một người làm chung chỗ với Yến, chàng mới nhờ hỏi, lấy cớ có việc quan trọng cần liên lạc. Người ấy mới giúp chàng. Có số phone rồi, Công lấy hết can đảm gọi tới nhà Khanh. Nhưng không may, lần đầu liều lĩnh đã gặp ngay Tùng. Công nói: "Dạ, tôi là Công, cho tôi gặp cô Khanh ạ." Giọng Tùng lạnh nhạt như thường lệ: "Nó bận lắm, không tiếp chuyện ông được." Công vừa ngượng vừa buồn, ấp úng nói: "Thôi thôi, để lúc khác tôi gọi lại." Trước khi gác máy, Tùng còn vớt vát thêm một câu khá nặng nề: "Ông đến nhà khác mà giảng đạo, chúng tôi nghe ở nhà thờ đủ lắm rồi." Và gã buông điện thoại thật mạnh như muốn đập cái ống nghe vào tai Công. Chàng đứng dậy, nắm chặt bàn tay, nghiến răng đấm mạnh vào tường để tỏ một thái độ dứt khoát là từ nay không thèm liên lạc với cái gia đình bất thường đó nữa. Nhưng ít lâu sau, Công bỗng nhận được điện thoại của Khanh. Giọng nàng rất hớn hở khi báo tin cho Công: "Ông Công đấy phải không? Khanh này ông, tôi đi làm rồi." Công cảm động lắm. Bao nhiêu nhung nhớ tưởng đã tắt lịm như đống tro tàn, nay lại bùng lên mãnh liệt. Chàng hồi hộp hỏi như trách móc: "Tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ?" "Vâng, tôi có nhớ ông đâu. Công việc nhàn quá, thành ra tôi chợt nghĩ đến gọi phone cho ông đây." Công thoáng buồn, nhưng chàng lại tự trấn an ngay rằng đó chỉ là lối nói chuyện khách sáo, chứa đựng nhiều giả tạo của Khanh mà thôi. Nếu không thích chàng thì làm sao Khanh nhớ được số phone của chàng? Chàng đổi đề tài, đưa ra một đề nghị để thăm dò tình cảm của Khanh đối với chàng. Chàng nói: "Cô Khanh ơi, tôi đang vịnh viết cho cô lá thư đây, thì may quá cô lại điện thoại tới. Cô cứ để yên tôi nói hết đã, đừng ngắt lời tôi. Và nhất là đừng đem ông anh rể của cô ra làm tôi mất hứng. Thế này cô Khanh ạ, tối thứ bảy tới, ông bạn thân của tôi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, mời toàn người rất thân thôi. Đi party mà chỉ có một mình thì chán lắm. Nếu được cô nhận lời tôi mời cô đi chung với tôi thì quý quá. Thú thật với cô là tôi có lỡ khoe với mấy người bạn là tôi quen cô. Không mời được cô thì tụi nó sẽ bảo tôi là thằng nói phét." Công cố nói một hơi thật dài, run run thuyết phục Khanh, nhưng nàng chen vào bằng giọng đùa cợt: "Ông nói phét thật đấy chứ, oan nước gì nữa. Ông với tôi chỉ biết nhau chứ có quen nhau bao giờ." Nhưng ngay sau đó, Khanh thở dài và đổi sang giọng vừa nghiêm vừa buồn: "Ông Công ạ, nghe ông nói, tôi cũng muốn đi với ông lắm. Nhưng ông cũng hiểu cho, anh chị tôi khó lắm." "Vâng, ông nói đúng. Chị Yến thì không đến nỗi nào, nhưng anh Tùng thì ông biết đấy. Thỉnh thoảng nhớ ông, tôi cũng muốn gọi sang hỏi thăm, nhưng chả dám. Hôm trước gọi ông lần đầu ở phòng giặt, hôm nay phải ra hiệu kem nói chuyện với ông là ông đủ hiểu rồi." "Vâng, nói chuyện còn chả dám, huống chi là đi với ông, nhất là ban đêm. Tôi nói ít chắc ông hiểu nhiều, mong ông đừng giận nhé." Công lặng người một chút vì cảm thông nỗi tù túng của Khanh. Lần đầu tiên chàng nghe được những lời tâm sự sâu xa của nàng, khiến chàng rưng rưng cảm động. Bên kia đầu dây, Khanh lại vừa lên tiếng: "Giả như tôi còn đi học, có khi lại rộng thì giờ hơn. Bây giờ đi làm cả ngày, cứ ngồi ở đây ít đi đâu được lắm ông ạ. Anh Tùng đòi mua ô tô, thành ra bảo tôi nghỉ học đi làm." Công ứa gan muốn hét lên: "Lại vẫn thằng anh rể mất dạy." Nhưng chàng lại thoáng vui ngay, bởi vì Khanh không đi học thì có nghĩa là ngày ngày sẽ không có thằng anh rể kè kè bên cạnh. Tuy vậy, Công vẫn bực bội bảo Khanh:
Ông ấy muốn mua xe hơi thì ông ấy phải tự kiếm tiền chứ, mắc mớ gì đến cô mà cô phải đi làm. Khanh trở lại cái tính hồn nhiên cố hữu của nàng và bật cười đáp. Ông nói chuyện hay nhỉ. Anh em trong nhà mà ông lại bảo là mắc mớ gì đến tôi là thế nào? Công thấy nghẹn trong cổ, chàng cố dằn lại để hỏi một câu quan trọng. Cô làm ở đâu vậy? À, làm vớ vẩn ấy mà. Người ta thuê tôi đứng bán kem, nhàn lắm ông ạ. Mà kem thì cứ việc ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được. Hôm đầu tôi thèm ăn kem quá, ăn no cả bụng. Nè, thế ông có thích ăn kem thì hôm nào ra đây tôi biếu ông một cốc. Thích chứ, nhưng chỗ cô làm là chỗ nào mới được chứ? Ngay phố tàu chứ đâu, gần nhà lắm. Mà quên chưa nói để ông mừng cho chị em tôi. Anh Tùng mua xe rồi, xe mới, thích lắm ông ạ. Cả tháng nay tôi có phải đi xe bus đâu. Sáng nay ông Tùng chở tôi đến, chiều đón về. Nàng đang kể ngon trớn, bỗng hoảng hốt kêu nho nhỏ. Ơi, có khách vào, thôi ông nhé. Và nàng buông ngay ống nghe, không kịp để Công từ giã và dặn dò vài lời. Buổi tối, Công đánh liều điện thoại cho Khanh tại nhà. Chàng hồi hộp, chỉ sợ người nhấc phone là Tùng. Nhưng may quá chàng gặp Yến. Vừa nghe Công giới thiệu, Yến vội reo lên. À, ông mục sư. Thưa mục sư, có việc gì không ạ? Công lúng túng đáp. Dạ không, tôi muốn nói chuyện với cô Khanh một chút. Không biết cô ấy có nhà không chị? Vợ Tùng lấy làm tiếc. Thưa mục sư, em tôi đi làm về rồi, nhưng lại phải chạy đi có tí việc. Nhà tôi mới đưa nó đi được độ nửa tiếng thôi. Hay là lát nữa ông mục sư gọi lại được không ạ? Công rất khó chịu và ngượng ngùng khi nghe Yến cứ nhắc đi nhắc lại mãi hai chữ mục sư. Nhưng chàng chẳng biết cải chính thế nào, bởi đã lỡ nói dối hôm đến thăm Khanh lần đầu. Chàng bảo Yến, thôi thôi khỏi chị, nhờ chị nói lại với cô Khanh là tôi hỏi thăm. Chàng gác phone và lại hình dung ra trong trí hình ảnh Khanh tung tăng bên Tùng. Chàng nghĩ đến Yến và tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đàn bà ngu muội đến như vậy, lúc nào cũng để thằng chồng mình đi chơi với em gái. Từ những suy nghĩ ấy, Công dần dà mệt mỏi và dứt khoát bỏ cuộc, không theo đuổi Khanh nữa. Chàng đau đớn thấy mình không thể nào lôi Khanh ra khỏi sự kiềm chế của Tùng. Hình ảnh của nàng dĩ nhiên vẫn ẩn hiện chợt đến chợt đi trong đầu Công, nhưng chỉ còn mờ nhạt như một người qua đường, một kỷ niệm của quá khứ mà thôi. Chàng không tìm cách liên lạc với Khanh nữa, mà chính Khanh cũng chẳng điện thoại thêm cho chàng lần nào sau buổi nói chuyện ở quán kem. Nửa năm sau, một buổi tối cuối tuần, Công tình cờ theo bạn bè đi dự đêm dạ vũ do nhóm thanh niên tổ chức tại phòng tiếp tân của một cao ốc. Không khí này đã từ lâu không còn hợp với Công nữa, cho nên chỉ khi nào nể lời bạn bè lắm chàng mới chịu đi. Và khi đến nơi thì thường chàng cũng chui ngay vào một góc tối ngồi uống bia một mình. Tối hôm ấy, lúc Công đến, phòng nhảy đã đông nghẹt người, phần lớn là lớp trẻ ăn mặc bám sát thời trang. Trong ánh đèn màu mờ nhạt và tiếng nhạc bập bùng mời gọi, chàng giật mình mở to mắt vì vừa nhận ra Khanh đang nhún nhảy ngoài pist với một gã thanh niên trông rất bụi đời. Nàng khiêu vũ với cả một tâm hồn đam mê cao độ, say sưa theo điệu nhạc, quên hết mọi thứ chung quanh. Công nén tiếng thở dài. Chao ôi, con bé nhà quê ngây thơ mà chàng yêu mến, đêm nay đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, từ mái tóc đến áo quần. Chàng tưởng mình nhìn lầm người, phải đứng dậy tiến lại gần mới trông thấy rõ, vì lần đầu tiên chàng thấy Khanh dùng mỹ phẩm trên mặt. Dĩ nhiên, Khanh không thấy chàng, hay đúng hơn, nàng không thấy bất cứ ai ngoài gã thanh niên đang ôm nàng trong đôi cánh tay điệu nghệ. Công buồn rầu trở về chỗ cũ, ngồi xuống ghế. Chàng nhìn quanh và thấy mình lạc lõng quá, vì cái lạc lõng ấy nhắc cho chàng biết là mình đã già cỗi mất rồi. Ít ra là già cỗi từ trong tâm hồn. Ngày xưa thuở mới lớn, chàng cũng mê khiêu vũ lắm. Không phải vì khiêu vũ tự nó mang nặng tính nghệ thuật, mà vì thế hệ của chàng thích đua đòi, không biết nhảy đầm có thể bị coi là thành phần nhà quê. Đến khi sang đây,
tự dưng chàng cứ chán dần, cả năm có khi chỉ bước đến vũ trường một lần. Phong trào New Wave đang lên cao, đẩy lùi những người bảo thủ như chàng về quá khứ. Nhìn Khanh, chàng thấy bứt rứt như có hàng trăm mũi kim thật nhỏ đang đâm vào tim. Chàng uống cạn ly bia rồi đứng dậy bỏ về. Ra tới gần cửa, Công bỗng nghe tiếng nói của ai rất quen vang lên nho nhỏ. Ông mục sư kìa anh. Công quay lại, giật mình thấy Tùng ngồi bên vợ. Vợ Tùng hôm nay diện quần áo dạ tiệc, nom khác hẳn hôm chàng đến nhà. Chàng gật đầu chào như một phản ứng tự nhiên, dù trong lòng chàng vẫn chứa đầy ác cảm đối với Tùng. Tùng đứng bật dậy, tiến nhanh lại vui vẻ bắt tay Công, khiến chàng hết sức kinh ngạc vì lần đầu tiên Tùng tỏ ra lịch sự với chàng. Lạ thật, mới xa nhau có một năm mà chẳng những Khanh đã thay đổi mà Tùng cũng đổi thay. Tùng thân tình nói, lâu quá không thấy ông lại chơi. Câu nói làm chàng sực nhớ đến ông chủ quán cà phê Nhạt Nắng. Chàng nghiệm ra một điều là hễ chàng tới thăm thì người ta cứ muốn đuổi chàng đi, mà hễ chàng không đến thì hình như người ta lại thấy nhớ. Công chưa kịp lên tiếng đáp lễ thì Tùng kéo Công lại quầy mua nước uống, đồng thời cũng để tránh xa bớt tiếng nhạc đang phát ra quá lớn. Tùng trao cho Công lon bia và hỏi, ông đã gặp Khanh chưa? Công gật đầu hờ hững, có nhìn thấy nhưng mà cô ấy ham nhảy quá thành ra không trông thấy tôi, mà tôi cũng chả gọi. Tùng uống một ngụm bia lớn rồi ngậm ngùi than, tôi cũng chẳng giữ được nó nữa. Trước khi sang đây, nó có hứa hôn với thằng bạn tôi ở trại tị nạn Hồng Kông. Gia đình tôi được bảo lãnh đi trước, còn thằng bạn tôi thì nằm lại chờ tái khám. Tôi cũng biết con gái ở bên này hay thay lòng đổi dạ, tôi đã cố hết sức để ngăn cản nó, nhưng không xong. Bây giờ nó chỉ thích đi chơi với mấy cái thằng nhãi con nhuộm tóc, xỏ lỗ tai thôi. Tội nghiệp thằng bạn tôi ở trại tị nạn, sắp có chuyến bay rồi. Nó vẫn còn nuôi hy vọng, tháng nào cũng viết cả mấy lá thư, hẹn sang đến nơi là tổ chức đám cưới ngay. Tôi cũng chả dám nói thật cho nó biết là Khanh không còn như trước nữa. Thôi thì cứ chờ nó sang rồi hẵng hay. Tùng ngừng lại, uống thêm bia rồi thở dài bảo Công bằng giọng đầy nước mắt. Nghĩ cũng buồn, ông nhỉ.